Các bạn ơi, một chú Pentaceratops màu đỏ vàng đen rất là đẹp luôn. Wow, rất là to nha. Chú Pentaceratops nhỏ, hai sừng lớn và một sừng nhỏ này. Hai chiếc sừng lớn cực kỳ đẹp luôn. Chúng có một con vây mọc ra nhìn như là một tấm lá chắn bảo vệ các bạn. Wow, rất là to.
cái này lớn nhất trong tất cả là con sư mình thấy. Wow, bốn chân thì được có bóng nha, hầu như rất là ghê luôn. Chiếc đuôi thì khá là nhỏ nhưng mà tổng thể là hình rất là to nha, nó có màu đỏ còn đen rất là đẹp này. Rất là nổi bật luôn. Chào Benta Celatops nha các bạn, còn khủng long với cái đầu là một cái tấm khiên khá là ngầu luôn nha, rất là cứng luôn nha. Wow, thế thì chúng ta còn chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi, một chú khủng long cổ dài rất là đặc biệt nha. Chú Brachiosaurus này có phần thân màu vàng và có phần đầu màu nâu rất là đặc biệt luôn. Wow, cổ rất là dài, đuôi rất là dài nha, bốn chân thì rất là to, thân hình cũng rất là lớn luôn. Brachiosaurus này là một con kích thước khá là lớn, trọng lượng lên tới 30 tấn, cổ rất là hiền nha. Wow, rất là đẹp luôn. Là cổ dài Brachio, wow, nhìn con khủng long nó to chưa vậy bạn? Wow, một chú báo các bạn ơi, một chú báo đốm nha, một chú báo đốm màu vàng với đốm màu đen nhìn rất là đẹp luôn. Wow, thân hình rất là to lớn luôn, miệng những cái răng rất là nhọn này, bốn chân rất là cơ bắp nha, thân hình thì rất là cơ là to lớn nha các bạn. Wow, chú báo đốm thì chạy rất là nhanh nha, báo đốm được xem là động vật chạy nhanh nhất thế giới động vật đó các bạn. Wow, rất là ngầu luôn. Chú khủng long ba sừng chú xe đó các bạn ơi, một chú khủng long ba sừng màu xanh rất là đẹp luôn. Wow, có hai sừng lớn và một sừng nhỏ mỗi cái này, trên cổ nó có một cái vây xòe ra như là một tấm khiên bảo vệ vậy. Trên lưng nó có những cái gai dày hơi sống lưng nha, có thể kéo dài tới đuôi luôn. Bốn chân rất là to nha, con hình rất là to lớn luôn. Wow, có thể nhận cái 5 tấn các bạn. Wow, chú khủng long ba sừng chú xe đó màu xanh rất là đẹp luôn. Wow, xanh rất là đẹp. Và đây là khủng long ba sừng trái xe đó nha, dùng ngầu chưa kia đó giờ là. Chiếc cổ nó rất là dài luôn này, đuôi cũng rất là dài nha, bốn chân rất là to, thân hình thì rất là to lớn luôn. Wow, đây là khủng long có kích thước rất là to lớn, có khối lượng khoảng 30 tấn nha bạn. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là chiếc khủng long cổ rất là dài nha. Wow, cổ dài chưa kìa, có màu đỏ đen rất đẹp các bạn. Chưa kìa các bạn, một cặp khủng long cổ dài rất là to lớn luôn nha. Chú khủng long ba sừng Triceratops màu xanh rất là đẹp các bạn ơi. Wow, nó có hai sừng lớn ở trán, một sừng nhỏ ở mũi này. Trên lưng nó có một cái vây xòe ra như một cái tấm lá chắn bảo vệ các bạn. Wow, thân hình thì rất là to lớn nha, lớp da rất là dày và sừng sùi luôn, bốn chân rất là to và chiếc lưng rất là to nha. Chú khủng long này nhìn sao có thể thấy nó khá là mạnh các bạn. Wow, rất là mạnh mẽ luôn. Wow, chú khủng long rất là nhiều cái chú khủng long này lâu rồi sao luôn rồi. Ba sừng Triceratops màu xanh rất là đẹp nha. Wow, chú rùa biển các bạn ơi, một chú rùa biển màu đen rất là đẹp luôn. Wow, cái mang nó to chỗ này, hai cái chân hai cái vây trước thì rất là to nha, để nó bơi rất nhanh các bạn. Hai bên sau thì khá là nhỏ, cái đuôi rất là nhỏ luôn. Chú rùa biển này là vật rất là hiền lành nha các bạn. Nó chỉ ăn những con sứa và những loài động vật phù du thôi, nó không bao giờ tấn công con người đâu nha. Wow, nhìn rất là đẹp và rất là dễ thương luôn này. Wow. Wow, loài khủng long nhìn có cái vây lớn thế này các bạn ơi. Thì ra đây chính là loài khủng long có tên gọi là Dimetrodon nha. Đặc điểm của loài khủng long Dimetrodon là trên lưng nó có một cái vây rất là lớn như này các bạn. Thân hình nó thì giống như một chú thằn lằn đang bò vậy. Wow,
miệng nó có những cái răng rất là sắc nhọn các bạn ơi, đuôi khá là dài luôn nha. Đây là một chú khủng long Dimetrodon có cái vây mục cam rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, chú khủng long Tyrannosaurus Rex, hay còn gọi là khủng long T-Rex, khủng long bạo chúa đó các bạn. Wow, chú khủng long bạo chúa màu đỏ với những cái vằn màu đen rất là đẹp luôn này. Wow, đầu khá là to, miệng những cái răng rất là nhọn nha. Hai chân trước thì khá là bé và hai chân sau thì rất là to luôn, nó chạy bằng hai chân sau rất là nhanh đó các bạn. Chiếc đuôi khá là dài và to giúp nó giữ thăng bằng khi chạy này. Wow, chú khủng long bạo chúa màu đỏ vằn đen rất là đẹp các bạn ơi. Khủng long bạo chúa là một loại ăn thịt rất là nguy hiểm nha, nó cực kỳ nổi tiếng trong cái bộ phim luôn đó các bạn. Nên khá là to lớn luôn kìa đấy không? Wow, chú cá thời tiền sử các bạn ơi, chú cá này có tên gọi là Don Cleostes nha. Đặc điểm của loài Don Cleostes là cái đầu nó có những cái da rất là dày nè các bạn. Những phần da ở đầu nó giúp bảo vệ phần đầu các bạn, giống như là một cái mũ giáp khổng lồ vậy. Wow, như là một cái bộ giáp khổng lồ bảo vệ cái đầu nữa các bạn ơi. Nhìn rất là ngầu luôn nha, lớp da ở đầu rất là dày luôn này. Thân hình rất là to lớn, chiếc đuôi rất là to giúp nó bơi rất là nhanh luôn nha các bạn. Miệng rất là rộng luôn, nó có thể ăn được những loài cá lớn nha. Wow, nhìn rất là to, rất là ngầu luôn. Đây là một chú cá tiền sử như các bạn, có tên gọi là Don Cleostes nha. Wow, tiếp theo chúng ta có một chú chim cánh cụt các bạn ơi. Một chú chim cánh cụt có bộ lông màu đen rất là đẹp luôn. Phần lông trước bụng nó màu trắng nè các bạn. Và trên ngực nó có một chấm lông màu vàng rất là nổi bật nha. Hai cái cánh khá là ngắn và rất khá là đáng yêu nha. Tất nhiên nó không bay đâu nha các bạn. Wow, chú cánh cụt này di chuyển trên đất liền rất là chậm chạp luôn, tuy nhiên nó bơi rất là nhanh và nó bắt cá rất là giỏi các bạn. Wow, chú cánh cụt có một bộ lông dày và một cái lớp mỡ dày giúp nó không bị lạnh đấy các bạn. Nó chuyên sống ở những vùng biển băng giá nha. Wow, trông rất là dễ thương luôn. Wow, một chú lạc đà các bạn ơi, một chú lạc đà rất là ngầu nha. Chú lạc đà này có bốn cái chân rất là dài để giúp nó di chuyển trong sa mạc dễ dàng hơn đó các bạn. Wow, đi trên cát rất là khó nha. Chú lạc đà này có hai cái búi trên lưng nữa các bạn. Búi của lạc đà dùng để tích trữ mỡ đấy các bạn. Wow, nghe rất là lạ đúng không? Tuy nhiên hai cái búi này được lạc đà tích trữ mỡ để khi lạc đà có thể di chuyển những quãng đường dài trong những khoảng thời gian dài thì nó không cần phải ăn uống gì đâu các bạn. Wow, lạc đà có thể nhìn ăn uống trong khoảng một tháng mà không có vấn đề nha, rất là ngầu luôn. Wow. Wow, một chú khủng long Velociraptor các bạn ơi. Một chú Velociraptor có màu cam và màu đen rất là đẹp luôn này. Wow, miệng của nó đang rất là nhỏ nha. Hai chân trước thì khá là nhỏ và đen co lại này. Hai chân sau thì khá là to và cái móng cong lên rất là đáng sợ luôn. Wow, chú khủng long Velociraptor này có một bộ lông màu, có một cái lớp da màu cam và những vằn màu đen rất là nổi bật luôn các bạn ơi. Tuy rồi khủng long này có kích thước khá là nhỏ nhưng mà nó săn mồi rất là ghê gớm nha. Bởi vì nó chuyên săn mồi từ bề đẹp của nó. Velociraptor chạy rất là nhanh đấy các bạn, đây là khủng long Velociraptor đấy không? This one was orange. Nó chạy rất là nhanh các bạn. Wow, chúng ta có một chú hổ rất là to các bạn ơi, chú hổ khổng lồ nha. Nó có màu cam và những màu đen rất là đẹp luôn. Miệng có những cái răng nanh rất là nhỏ thôi. Bốn chân rất là to lớn và cơ bắp nha. Đuôi rất là dài luôn. Nó cực kỳ lực lưỡng luôn các bạn. Quay vòng tròn luôn rồi nhìn thấy. Một chú hươu cao cổ các bạn ơi, một chú hươu cao cổ màu cam với những đốm màu vàng rất là đẹp luôn này. Cái cổ rất là dài nha, cổ của nó dài thì nó có thể ăn được những cành cây cao hơn các bạn. Bốn cái chân rất là dài và to luôn, giúp nó chạy rất là nhanh nha. Bị con hà mã đẩy xuống dưới luôn kìa. Đấy, một con lớn luôn rồi, còn một con nữa kìa. Wow, chú tinh tinh khổng lồ rồi đó. Một chú tinh tinh khổng lồ đang vỗ ngực nha. Khi mà loài tinh tinh đang vỗ ngực thì có nghĩa nó đang rất là tức giận đó các bạn. Và nó đang thử hiện sức mạnh của mình cho nên chúng ta không nên tới gần nha. Wow, thân hình rất là to lớn, rất là lớn luôn. Hai cánh tay rất là to, rất là lực lượng nha. Thân hình thì rất là to
lớn giống như một đô vật vậy các bạn. Wow, nhìn rất là đáng sợ luôn. Nó có một bộ lông rất là màu đen, rất là ngầu luôn nha. Tê giác các bạn ơi, một chú tê giác với hai cái sừng này các bạn, một sừng lớn và một sừng nhỏ này, hai cái tay khá là to nha. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp giáp bảo vệ đó các bạn, giống như là một cái tấm áo giáp vậy, giống như là một cái tấm áo giáp vậy. Bởi da rất là dày nha các bạn, bốn chân cũng rất là to luôn. Chú tê giác này nhìn rất là ngầu nha, tự nhiên thì tê giác gần sắp bị tuyệt chủng các bạn ơi. Chúng ta phải cùng chúng ta bảo vệ loài tê giác nha. Tê giác vậy các bạn, wow, đang hút con gấu bắc cực ra luôn kìa các bạn, rồi nó bự hơn gấu bắc cực khá là lớn luôn. Chú voi rất là to các bạn ơi, chú voi này có hai cái tay rất là to giống như hai cái quạt khổng lồ vậy, cặp ngà rất là nhọn và màu trắng các bạn, rất là dài luôn. Chiếc voi thì khá là linh hoạt và rất là dài nha các bạn. Voi của voi có tác dụng như là tay của chúng ta các bạn, dùng để cầm nắm đồ vật và đưa thức ăn vào miệng các bạn. Bốn cái chân rất là to luôn, chú voi này có thể nặng lên đến 5 tấn nha. Wow, trông nó rất Spinosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài khủng long này trên lưng nó có cái vây này các bạn, wow, xe nó như một cái quạt vậy. Hai chân trước rất là nhỏ nha, hai chân sau thì rất là to. Wow, cái đuôi rất là dài giúp đỡ thân bằng cho nó khi nó di chuyển này các bạn. Đây là loài khủng long thật rất là nguy hiểm nha. Wow, trên phim nó sẽ đối đầu với khủng long bọ chuối đó các bạn, nó không sợ và ngắm mất một con khủng long nào đâu nha. Wow, nó có màu cam rất là đẹp luôn. Chết các bạn ơi, đặc điểm của loài khủng long này là phía sau đầu nó và gần đuôi nó có một cái chấm lông nha. Wow, răng rất là sắc nhọn luôn. Hai chân trước khá là ngắn nhưng mà nó vẫn có móng vuốt nha các bạn. Hai chân sau rất khá là to và có những cái móng cong lên rất là đáng sợ luôn này. Wow, đuôi rất là dài luôn. Đây là loài khủng long có kích thước tuy không lớn nhưng mà săn mồi rất là nguy hiểm nha các bạn, bởi vì nó chạy rất là nhanh và nó cực kỳ thông minh luôn. Wow, đây là một chú khủng long đi nó chết có màu xanh và những cái đốm màu đen rất là đẹp các bạn ơi. Chết kìa các bạn, ngồi chơi kẻ đó không? Đó, một con khủng long khá là nhanh nhẹn luôn nha. Wow, chú khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Đặc điểm nhận diện của loài này là trên lưng nó có hai dãy vây lưng các bạn, kéo dài từ cổ tới gần đuôi luôn nha. Cuối đuôi nó mọc ra bốn cái gai rất là ghê luôn. Chú khủng long Stegosaurus này có màu xanh và có vây lưng màu cam rất là đẹp luôn này. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Và khủng long có biệt danh này, vây kiếm các bạn, nghe rất là ngầu đúng không? Stego của mình đây các bạn, một con khủng long Stego sẽ lớn và những cái gai khá là nhọn luôn kìa, thấy không, quá ngầu luôn. Wow. Wow, chú khủng long Ankylosaurus màu hồng rất là đẹp các bạn ơi. Wow, là khủng long Ankylosaurus nổi tiếng với lớp da dày và con gai trên lưng đấy các bạn. Wow, những cái gai kéo dài từ đầu tới đuôi luôn, cuối cùng của đôi nó còn tròn rất là ngầu này. Wow, vì nó có lớp da rất là dày và con gai săn nha các bạn. Những loài khủng long thật khét rất khó để có thể cắn xuyên qua lớp da được đó nha. À, nó bảo vệ cơ thể cực kỳ tốt luôn, rất là ngầu nha. Stegosaurus của mình đây rồi các bạn. Wow, nhìn cái gai của nó kìa, con này khủng long Angelo rất là to. Wow, chú khủng long Canotaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài khủng long Canotaurus là trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ mọc ra nè các bạn, trong miệng nó có những cái răng rất là nhọn. Hai chân trước khá là ngắn và rất là vô dụng luôn. Tuy nhiên hai chân sau rất là to để di chuyển rất là nhanh mà hai chân sau nha. Cái đuôi khá là dài luôn với những con bài đuôi di chuyển này. Wow, chú khủng long này chạy rất là nhanh nha. Nó là loài khủng long thật rất là nguy hiểm đó các bạn. Ở phần dưới của sừng lá và phần trên của màu đỏ rất đẹp luôn. Phía sau lưng có những dải mọc dọc của sống lưng rất là ngầu nha. Wow, chú khủng long rất đáng sợ luôn đây. Ủa, đây có cả lỗ tơ rất màu xanh dương luôn kìa, dùng đầu cho kìa đi ra hả? Dài luôn, nó di chuyển bằng
dương nha các bạn. Sau post mình đây là quả hoa, đây là cụ lâm chi bao gồm rất là đẹp, màu xanh lá cây đây này. Rất là đẹp nha, mặc dù kích thước nó khá là lớn và có thể mà nó nhìn nó rất là độc đáo nhưng mà nó ăn cỏ nha các bạn. Đây là một loại cỏ rất là hiền lành nha, nó chuyên sống từ bầy đàn đó các bạn. Wow, chú khủng long bay các bạn ơi. Chúng ta có một chú thằn lằn sắm pteranodon này các bạn. Loài pteranodon có đặc điểm là nó có một cái mỏ rất là dài và rất là cứng nha. Phía sau đầu nó có một cái sừng mọc này. Wow, nó chỉ săn mồi theo bầy đàn nha các bạn. Nó săn mồi rất là ghê luôn, nó săn mồi bằng cách lao từ trên không xuống và gấp lấy con mồi đó các bạn. Rất là nguy hiểm luôn. Chú khủng long pteranodon này có một cái cánh rất là dài nha, nó đang dang rộng đôi cánh này các bạn. Wow, nó có một màu xanh với những đốm màu trắng rất là đẹp luôn. Bay pteranodon như vậy, một loài thật là bay khổng lồ của thời lịch sử luôn, rất là nhanh luôn. Wow, nhìn rất là ngầu nha. Wow, chú khủng long spinosaurus các bạn ơi, chú khủng long spinosaurus này có một màu đỏ đen rất là đẹp nha. Nó có răng rất là nhọn này, hai chân trước rất là nhỏ, hai chân sau khá là to và đuôi nó rất là dài luôn. Đuôi nó dài giúp giữ thăng bằng lúc chạy đó các bạn. Chú khủng long spinosaurus này có đặc điểm là trên lưng nó có một cái vây nha, cái vây xè hình tròn như một cái quạt các bạn. Wow, nó có một màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Wow, đây là khủng long ăn thịt các bạn, nó rất là nguy hiểm luôn, nó không sợ bất kỳ loài khủng long đâu, kể cả khủng long bò chúa nó cũng không ngán nha. Wow, nhìn con spino nhìn dị các bạn, miệng nó khá là dài, con này nó bắt cá khá là giỏi luôn. Wow, chúng ta có một chú dê núi các bạn ơi. Chú dê núi này cái chùm râu rất là đẹp luôn, hai cái sừng mọc ngược phía sau này. Wow, chú dê này nhìn rất là ngầu nha các bạn. Loài dê núi có thể di chuyển những địa hình phức tạp rất là dễ nha, ví dụ như là đồi núi, vách núi thẳng đứng đó các bạn, nó có thể di chuyển ở những nơi đó rất là dễ dàng luôn, bởi vì nó có bốn cái chân rất là linh hoạt và có những cái móng rất là cứng nha. Thân hình nó thì nhỏ tuy khá là nhỏ nhưng rất linh hoạt luôn, nó có thể chạy nhảy di chuyển rất là dễ dàng những nơi khó khăn đó nha các bạn. Wow, rất là ngầu luôn. Báo gấm các bạn ơi, chú báo gấm rất là đẹp luôn, trên da nó có những cái họa tiết rất là đẹp giống như tên gọi báo gấm của nó các bạn. Wow, chú báo gấm này săn mồi rất là giỏi nha, chỉ săn cái con mồi đem lên cây đó các bạn. Wow, chú báo gấm này thì thân hình không to lớn mà còn rất là săn chắc nha, bốn chân nó nhìn rất là cơ bắp này. Wow. Wow, chú Brachiosaurus khổng lồ các bạn ơi, nhìn thước của nó mà xem. Cổ rất là dài luôn. Wow, đuôi rất là dài nha. Bốn chân như là bốn cái cột khổng lồ vậy các bạn. Wow, chú khủng long Brachiosaurus này có màu nâu và rất là to lớn luôn các bạn. Wow, chiếc cổ nó dài chưa kìa. Wow, đây là khủng long ăn cỏ rất là hiền lành các bạn. Nó có cổ rất là dài, đuôi rất là dài và thân hình rất là to lớn nha. Khối lượng có thể nặng lên đến 30 tấn luôn. Tuy nhiên thì nó ăn cỏ rất là hiền lành các bạn ơi. Wow. Chúng ta có một chú khủng long khá là nhỏ này các bạn ơi. Tuy nhiên thì đừng có xem thường nha các bạn, bởi vì nhỏ mà có vỏ đấy. Đây là một chú khủng long đen chết nha. Ở đây mình có khủng long cổ dài Brachiosaurus thì các bạn nhìn to chưa kìa các bạn. Có một cam màu vàng màu đen đi lưng nhìn rất là ngầu luôn. Hai chân trước nó có lông vũ các bạn, đặc trưng của loài đen chết nha. Hai chân sau có những cái móng cong lên rất là đáng sợ luôn. Đuôi rất là dài nha. Đây là loài khủng long thì kích thước không lớn nhưng mà săn mồi cực kỳ nguy hiểm luôn, bởi vì nó chạy rất là nhanh và nó phối hợp với đồng đội các bạn, nó săn mồi theo bầy đàn mà. Rất là ngầu luôn. Wow, chú cá mập đầu búa các bạn ơi, một chú cá mập đầu búa màu đen với những cái chấm bi màu trắng nhìn rất là đẹp luôn. Wow, đầu của nó khá là giống một chiếc búa cho nên nó có tên gọi là cá mập đầu búa đó các bạn. Wow, những họa tiết chấm bi rất là đẹp nha. Wow, nó có những cái vây rất là to nè các bạn, cái đuôi cũng rất là to luôn, đuôi to giúp nó bơi rất là nhanh luôn nha. Ở biển thì loài cá mập đầu búa săn mồi rất là ghê gớm luôn, nó đứng đầu chuỗi thức ăn các bạn. Wow. Wow, chú khủng long Brachiosaurus các bạn ơi. Đặc điểm của loài khủng long này có hàm răng khá là dài và rất là nhọn các bạn. Nó có những gai trên đầu và những gai nhỏ trên lưng kéo dài nha. Hai chân trước nhỏ, hai chân sau to và nó di chuyển bằng hai chân sau đó các bạn. Cái đuôi dài giống như thân bạn này. Wow, theo loài khủng long thịt nha. Nó có nửa thân dưới màu vàng, nửa thân trên màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow. Brachiosaurus thì các bạn rất là to lớn luôn kìa, nhìn bự chưa kìa.